cho nó cái ôm cái tình cảm. Thiệt có cho đâu. Đó, thấy không? Số 1, mãi đỉnh. Đấy. Lời cuối thì mọi người có thể gửi lời những người đang yêu mình cô á, tiếp tục yêu mình cô như thế nào? Qua video hôm nay của em Nhịp Sống Online thì Thanh và cô Nhung và tôi Thanh cảm ơn tất cả những anh em cô bác cô dì chú bác đã yêu mến cô suốt mấy năm qua và hãy luôn yêu thương và kính trọng và tôn trọng cô vì cô là một phụ nữ của nhân dân, một người có trái tim nhân hậu, tấm lòng Bồ Tát. Cô đã dang rộng đôi tay của mình ra để cô đùm bọc, cô cứu vớt, cô mang đùm bọc và lo cho người nghèo. Cái đó là một sự biết ơn vô cùng của Thanh và cô Nhung và tất cả anh em và tất cả cộng đồng trên thế giới luôn. Thay mặt xin cảm ơn tất cả đã ủng hộ cô và thương yêu cô. Dạ. Cô Hằng ơi, hôm nay là Thanh lên nhà trò phòng trọ Nhung nè. Cô Hằng, Nhung giữ clip này, mai mốt cô về cô coi clip của Nhung nè. Với lại Nhung cũng có liên lạc cô Hằng mấy lần rồi, nhưng mà Nhung rất từ đầu tới cuối Nhung cũng theo dõi cô Hằng là sự thật trong bằng trái tim. Thương cô Hằng mà là theo dõi cô Hằng là mắc xuống 8 kg, là lúc nào cũng bị cái đau, bị nhức đầu á cô Hằng ơi. Giờ mong cho cô Hằng 29 tháng 9 ai cũng về Đại Nam chơi ủng hộ cô Hằng, là một với lại một người ôm cô Hằng khóc nè, một người rơi lệ, một người cầm bông tặng cho cô Hằng. Một mai sau chắc Nhung sẽ tới, chắc rơi nước mắt trước đã, thấy cô Hằng là về mừng lắm, như là đáng một đứa cô ruột của mình luôn á. Cảm ơn. Nhung cũng cảm ơn cô Hằng. Cô Hằng là mãi đỉnh tất cả thế giới, nhất là Việt Nam, lúc nào cũng trong lòng trái tim là bà con cô bác. Các bé cũng mong cho cô Hằng về sớm để mổ tim, người dân nghèo ai cũng mong cô Hằng về sớm. Rồi mãi đỉnh, chúc cho cô Hằng được nhiều sức khỏe. Từ nhỏ đến lớn mình có thể tôn trọng, mình có thể tôn thờ người đầu tiên là cha mẹ ông bà tổ tiên mình, và người thứ hai kính trọng chính là cô Nguyễn Phương Hằng. Kính trọng cô vì cô có tấm lòng nhân hậu, cô là một người hy sinh rất nhiều để đem lại sự lợi ích cho cộng đồng, cho trẻ em, cho người dân. Mà mãi yêu thương cô, chúc cô được nhiều sức khỏe, sớm về đoàn tụ với gia đình, và mong cô sau này gặp được nhiều sự may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã vì người dân, cảm ơn cô vì tất cả. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chị Thanh và chị Dung rất nhiều.